Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu cái sản phẩm là cái bộ sạc ắc quy tự động ngắt ha. Thì bộ sạc này sẽ sạc được cái bình từ 4A cho đến 100Ah ha. Từ 4 đến 100Ah, sạc bình 12V ha. Khi đầy sẽ tự động nó ngắt luôn. Đây, tầm bên trong nó sẽ được cái bộ sạc như thế này đây. Đây. Hiệu là hiệu Fosu ha. Đây, hiệu Fosu. Thì bộ này có thêm chức năng đó là chức năng khử sun phát. Nhưng mà thường thì cũng không có dùng cái chức năng này. Chủ yếu là chúng ta sạc rồi khi đầy thì tự động nó ngắt, không cần phải chỉnh hay canh gì hết ha. Sạc được bình từ 4 đến 100Ah ha. Đây. Thì cái dòng sạc tối đa sẽ được 5A. Công suất tối đa là 75W. Này cũng của Trung Quốc thôi, và cái nguồn tối đa sẽ được 15,5V. Nói chung là nó sẽ tự động ngắt, chúng ta không cần quan tâm gì nhiều thông số rồi. Đây có cái bình nè. Bình này là bình bình xe đạp điện ha, và nó là 7,5Ah. Này, 7,5Ah. Rồi ta sạc thử. Coi bao nhiêu lâu. Đây, hiện tại thì hai cục kẹp này ta mở ra. Ta mở ra. Thì cái này sẽ có quạt ha, tại tản nhiệt sẽ quay. Bên trong nó có quạt tản nhiệt ha. Đây bên trong chỗ này có cái quạt đây, quạt đây. Đây có cái quạt chỗ này. Thì khi cái quy trình sạc nó cũng đơn giản, không có gì phức tạp thôi. Đây chúng ta chỉ cần cặp cái que này vô bình trước ha, cặp vô bình trước. Đúng cực, ngược cực cũng không sao, ngược cực thì sẽ tự động nó báo ha. Đây. Mình cố tình cặp ngược lại cho mọi người xem. Đây, cặp ngược ha, đen mà vô đỏ là đỏ vô đen ngược nè. Đây, sẽ không có lên gì hết đây, không có lên gì hết đây, cặp ngược không lên gì hết. Chúng ta cặp đúng sẽ lên ha, cặp đúng sẽ lên đây, cặp đúng nè, đó sẽ lên. Hiện tại nhiệt độ của mạch là 13 độ đây, hiện tại là 12,6V ha, và chưa đầy, khoảng 30 13V mới đầy ha. Đây cho bạn coi cái thông số này, không có nét được, thấy không? Thấy số phần trăm không? Hiện tại chỉ có đang chưa đầy không? Nếu đầy là phải full đây luôn. Hiện tại chưa đầy nè, chỉ khoảng 60% thôi. Có hiện hệ số nào mà này quay không rõ, không thấy được. Đây, đây là 20%. Đây là 40%, 60% đầy. Hiện tại thì nó là 12,6V ha. Và hiện tại là 12 giờ. Đây. Hiện tại là 12 giờ 4 phút ha, rồi. Nó đang ở mức là 12,6V. Mình sẽ cắm sạc coi khoảng bao nhiêu lâu thì nó sẽ tự động nó đầy nó ngắt ha. Chưa dứt à. Đây khi nó sạc nó sẽ hiện nút đang sạc đi ha. Để cháy cái đèn này. Và pin sẽ tự động nhảy lên. Và trong quá trình sạc nó sẽ hiển thị cho chúng ta cái nhiều thông số ở đây. Đây ví dụ như đây, không thấy rõ được, bạn thấy nè, nhiệt độ của mạch sạc hiện tại giờ là 19 độ. Đây có quạt đang chạy, đây nhiệt độ hiện tại là 19 độ. Dòng sạc hiện tại là 1,5A, dòng sạc hiện tại là 1,5A, cái dòng dòng mà sạc vô bình đó. Đây pin sẽ nhấp nháy từ từ lên ha, tùy theo cái bình hoàng là bình mới hay bình cũ sẽ có cái chế độ sẽ khác nhau. Hiện tại điện áp đang nạp vào là 10 14,5V ha, điện áp đó. Thì cho cái tự động nó nạp thôi, khi nào nó đầy sẽ tự động nó ngắt, mình không cần phải quan tâm nhiều ở đây. Chúng ta cứ để cho tự động nó chạy như vậy thôi. Khi nào mà để chữ full cái đèn này nó ngừng cháy, nó ngừng chớp thì coi như là nó đầy là xong ha. Không cần không bấm nút này, lúc này để cho cái chế độ khử sun phát á, mà chúng ta đang sạc bình thường không cần bấm nút này ha, không cần bấm. Rồi cho nó sạc thôi, khi nào đầy thì ta đụng ngắt. Đây các bạn, hiện tại thì cái cục sạc mình hiện tại nó đã sạc đầy nè. Thì có khoảng 1 tiếng ha, hiện tại là 1 giờ 9 phút nè, hồi nãy là 12 giờ 4 phút, bây giờ là 1 giờ 9 phút, thì chung là có 1 tiếng, 1 tiếng để sạc bình đầy từ hồi nãy là từ mức 50% phải không, từ 50% lên 100%, rồi có 1 tiếng để đầy ha. Rồi lại nó đã đầy, và nó hiện chữ full nè ha, chữ full nè, nó là đầy ha.
và cái đèn nó không còn chớp nữa, nó sẽ sáng luôn, không còn chớp nữa. Vậy là nó đã đầy rồi. Mình sẽ đo thử điện áp hiện tại của cái bình này là bao nhiêu ha. Rồi mình sẽ gỡ cái này ra. Rồi, hiện tại điện áp bình là 13,6V ha. Đây, sẽ giảm từ từ bởi vì nó đang đầy, các bạn. Gỡ nóng nha, hơi nóng nóng bạn, ấm ấm xíu ha, ấm ấm xíu ha các bạn. Rồi, sẽ giảm xuống cỡ còn khoảng 13V ha. Tùy bình thôi, tùy bình. Dù như bình bình này là bình xe điện thì khoảng còn 13V. Còn bình nước chẳng hạn, những bình mà bình nước nè, bình bình màu màu bình mà bình màu trắng bạn, bình axit á, thì nó sẽ khoảng 13,4V, 13,3V gì đó, hoặc là cao hơn nữa, nói chung là tùy bình thôi. Coi nó giảm được xuống bao nhiêu. Thì như vậy là cục sạc này không nóng, không nóng nha. Đây, không nóng, mát, nó vẫn mát bình thường. Tại vì cái quạt nó luôn luôn quay, bạn cứ yên tâm cái độ an toàn ha. Tại vì nó còn 13V nè, 13,2V ha. Thì như vậy là mình đã test được bộ sạc này. Bộ sạc này rất ok, với cái gần cắm vô sạc tự động nó ngắt, không cần phải canh, không cần phải sợ nó nổ chẳng hạn, không cần phải sợ gì hết ha, rất là an toàn. Rồi, nói chung là trong lúc sạc cái dòng sạc của nó đó, trong trong lúc sạc cái dòng sạc nó sẽ giảm xuống. Lúc đầu bạn dù bạn ghim vô thì nó hiện là 1,5A mà nhưng mà từ từ nó sẽ giảm xuống có còn khoảng 1A gì đó, hoặc là không phải mấy A gì đó, sẽ giảm từ xuống ha. Bởi vì khi bình chúng ta càng đầy thì nó sẽ sạc càng chậm lại ha, khi bình chúng ta càng đầy thì sẽ sạc càng chậm lại để bảo vệ bình ha. Rồi, nói chung video đây kết thúc. Bạn nào thấy cần cứ liên hệ soi cho mình của mình ha. Bình này sạc cũng rất là ổn, ok ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Rồi, chào các bạn.